Chào mừng các em đến với kênh Chớp Forkish. Có cái dơi nè. Nè. Thấy không? Thấy con dơi không? Ừ. Bắt về nuôi không? Ừ. Sao vậy? Sợ lắm. Sợ con dơi hả? Dạ. Sao? Sao sợ? Bát đó. Con về cho tôm nuôi nhé. Sao vậy? Sợ lắm bà ơi. Sợ con này hả? Ba đây đứng. Sao đứng? Có con dơi nè. Ờ, bắt con dơi đó. Bắt nó không? Không. Bắt nuôi đi. Ba sợ lắm bà. Sợ. Nó chạy bây giờ. Chạy mình nhốt trong lại. Được không? Được bắt. Ừ. Được. Remember to subscribe for more videos.